à, chào các em nha hôm nay thì tiếp tục hướng dẫn cho các em phần tiếp theo của Microsoft Access nha đó thì Access mình đó bữa trước mình đã học xong những cái phần ràng buộc này nọ của phần Access rồi bây giờ mình sẽ vô phần query đó đô query của mình nó thì có tổng cộng là 7 dạng 7 dạng thứ nhất đó là query query select thứ hai các bạn đó query thống kê total thứ ba là query thống kê luôn nhưng mà thống kê drop tab nó thứ tư các bạn đó là WM. Uh, query hành động, hỏi query tạo ra một bảng mới, rồi uh, QD là xóa query xóa, We là query nói pu là query update đó và cái nền tảng các bạn nhớ giùm thầy, các bạn nhớ giùm thầy query uh, là nền tảng query nha là nền tảng của tất cả các dạng query còn lại. Bạn không làm được query á thì bạn như xác định ha. Nó hãy nhắc lại QS là nền tảng của tất cả các query còn lại. Nó đối với làm query thì nó cực kỳ đơn giản thôi các bạn đừng nghĩ gì nhiều. Rear query design. Rear này, chọn query design. Rồi. Đem hết năm cái bảng vô. Tức là bạn xài bảng nào bạn đem hết vô em thầy. Đó, thì một số quy tắc các bạn khi làm phần query, form, report hay là bất cứ cái nào cũng vậy. Thứ nhất là không được mở bản thừa. Đó, tức là bài này mình làm query thì chỉ mở cái query lên thôi. Nó không phải là mở ừ, mở bản khách hàng câu như vậy. Đó, hoặc nếu bạn có việc á, bạn coi nó, bạn coi nó thì bạn mở lên sau rồi, bạn phải đóng lại. Rồi bạn mới chuyển qua làm query. Rồi Cái thứ hai nữa là tất cả các bạn phải được liên kết Tất cả các bạn phải được liên kết Thứ ba là không lấy dư bản Không lấy dư bản Nhớ nha Thứ nhất là phải đóng hết bản Thứ hai là tất cả các bạn phải được liên kết với nhau Và Thứ ba là không lấy dư bản Rồi bài này Làm cho các em coi Tạo một cái query gồm các field Họ lót nhân viên, tên nhân viên họ lót nhân viên đây ở mã nhân viên các bạn có thể nhí đúp vô đó hoặc là bạn kéo xuống vậy rồi trong query thì bạn quan tâm dùm thầy thứ nhất là field là tên trường thứ hai là thấy bô là cái nằm trường đó nằm ở bảng nào đó thứ ba là sọt là sắp xếp rồi thứ tư nó là show là có hiển thị hoặc không hiển thị rida là điều kiện rồi còn cái gì nữa thì tới dạng query khác thì các bạn sẽ gặp tiếp đó, còn đối với salary thì có nhiêu thôi Đó, thứ nhất là field là tên trường cái dòng thứ hai là table cái trường nó nằm ở bảng nào ví dụ họ lót nằm bảng nhân viên tên nằm bảng nhân viên uh, sort là sắp xếp nếu mình tìm cơ sắp xếp họ lót á thì bạn đặt con chuột bạn ngay trường họ lót nó sắp xếp tên thì đặt chuột bạn chỗ trường uh, tên nó ngay chỗ sort thẳng qua rồi còn người ta yêu cầu so người ta yêu cầu là lấy cái trường đó ra nhưng mà không hiển thị thì mà không chết Còn chết là được hiển thị Rồi điều kiện thì người ta yêu cầu ghi điều kiện gì đó thì ghi đúng dùng thầy ở cột đó Ví dụ yêu cầu lấy tên thì ghi điều kiện ở cái cột à, trường tên ở ngay chỗ dòng RDA Còn nếu người ta yêu cầu o thì các bạn có thể đặt ở phía dưới nhưng mà thông thường thì đặt ở một dòng một thôi Này thì dùng là o ở giữa Rồi họ lót xong rồi tên xong rồi mã hóa đơn ngày lập hóa đơn đó thế đây nhân viên nè, rồi mã hóa đơn các bạn có hai lựa chọn là hóa đơn hoặc là chi tiết. nhưng mà mình còn cái ngày lập hóa đơn nữa nên thầy xin phép lấy ở mã hóa đơn ở trong bảng hóa đơn ngày lập hóa đơn. Đó, sắp xếp tên nhân viên đây, tên nhân viên nè, đó, cái trường tên nhân viên này các bạn, mình sắp xếp tăng cũng được, giảm cũng được. rồi bài này các bạn chỉ xài hai bảng, được chưa? đó là bảng hóa đơn và bảng nhân viên. nó chỉ bảng hóa đơn và nhân viên rồi sau khi uh, ở đây các bạn không có trường mới gì hết thì bạn làm xong đây bạn lên chạy. Quay lại thì bạn trong thẻ hôm nè, các bạn chọn đi save wheel. Rồi làm xong rồi các bạn cần cho QS1. Nhẹ nhàng vậy thôi. Tương tự QS2, Query design. Đem hết vô năm bản chưa biết xài bản nào. Rồi QS2 tạo một array gồm mã hóa đơn tên sản phẩm đơn vị tính mã hóa đơn có hai lựa chọn là hóa đơn hoặc là chi tiết rồi tên sản phẩm lấy ở bảng sản phẩm rồi đơn vị số lượng đơn giá đơn vị số lượng đơn giá rồi trước mắt các bạn thấy mình sẽ xài ở hai bảng đó là sản phẩm và chi tiết nói nhưng mà còn như đây còn ngày nhận và ngày lập hóa đơn nữa đó tức là những này bạn cái bảng hóa đơn các bạn cũng xài luôn nó các bạn cái hóa đơn các bạn cũng xài luôn nó các bạn thấy rõ ràng tất cả các bạn là các bạn thấy được liên kết với nhau nó bạn hóa đơn các bạn cũng xài luôn thấy không ạ rõ ràng nha rồi thì bây giờ các bạn thấy nè cái này mình sẽ lấy ở hóa đơn cũng mã hóa đơn các bạn hóa đơn cũng được hoặc bản chi tiết đều được nó rồi con thứ tự của người ta là mã hóa đơn tên sản phẩm mã hóa đơn tên sản phẩm uh đơn vị tính đơn vị tính số lượng đơn giá số lượng đơn giá ngày lập và ngày nhận rồi nếu người ta có yêu cầu gì tiếp mình làm theo và này các bạn sắp thứ tự mã hóa đơn sắp thứ tự mã hóa đơn thì sọt này tăng cũng được và giảm không sao tại người ta không nói là tăng hay giảm nó Đó, đóng bảng tất cả các bạn được liên kết với nhau lấy thứ tự không lấy dư bảng rồi lấy thứ tự theo từ trái qua phải người ta yêu cầu đó run chạy thử quay lại control s qs hai đóng lại qs ba qs size đem hết năm cái bảng vô nó đem hết năm cái bảng vô rồi rồi các bạn lựa ha rồi qs ba tên khách hàng tên sản phẩm đơn vị và số lượng đơn giá tên khách hàng tên sản phẩm đó là hai bảng này đơn vị số lượng đơn vị số lượng rồi và đơn giá nhân viên không xài bản hóa đơn mà không bỏ được tại nếu bỏ nó sẽ không liên kết giữa bản khách hàng và bạn chi tiết với nhau các bạn nhớ là lấy đúng không lấy dư tuy nhiên còn một cái nữa là tất cả các bạn phải được liên kết với nhau đó thí dụ như nếu bỏ bản hóa đơn này đi mình thấy ở đây mình không có lấy bản hóa đơn ra nhưng mà nếu bỏ đi thì cái gì cái liên kết giữa khách hàng và chi tiết nó mất đi đó bạn vi phạm nguyên tắc rồi câu 3 sau đó người ta không nói gì hết các bạn cần chạy thử run quay lại cần cho nó nó quy ít ba Rồi QS4 ha. QS4. Tức là những cái này đơn giản nên thầy làm một lần ba bốn câu rồi đó. Where to design đem hết năm cái bảng vô nè. Rồi bắt đầu lựa ha. Mã hóa đơn tên khách hàng, tên sản phẩm. Mã hóa đơn các bạn có hai lựa chọn là hóa đơn hoặc chi tiết. Rồi, mã hóa đơn tên khách hàng. Tên sản phẩm. Rồi, họ lót nhân viên rồi tên ngày lập hóa đơn tên ngày lập hóa đơn vậy gì về cái chi tiết này có thể thầy sẽ không xài nó cái chi tiết này thì có thể sẽ không xài nha rồi tại sao thì bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nha tại sao thầy nói là cái bản chi tiết thầy lại không xài này chi tiết rồi bây giờ thầy lấy gì đây câu 4 mã hóa đơn tên khách hàng mã hóa đơn trong bảng hóa đơn tên khách hàng trong bảng khách hàng tên sản phẩm họ lót tên sản phẩm họ lót Đó, tên sản phẩm họ lót tên nhân viên ngày lập hóa đơn Tên nhân viên Ngày lập hóa đơn Vậy các bạn thấy nè Hóa đơn có xài khách hàng có xài sản phẩm có xài nhân viên có xài Nhưng mà bạn chi tiết không xài Nhưng nếu bạn xóa đi bạn chi tiết thì cái bảng sản phẩm Và bản hóa đơn nó không được liên kết với nhau Đó Thì nó sẽ thấy ra lỗi Rồi sau đó người ta yêu cầu như thế này Câu số 4 Sắp xếp tăng dần ngày lập hóa đơn Ngài lập hóa đơn các bạn nè Tăng vàng các bạn là Accident à, Giảm vàng là Decident Rồi sau đó bạn run chạy thử Ra đáp bán xong rồi quay lại Các bạn load Ctrl-S QS4 Rồi các bạn sửa dùm thầy QS1, 2 3 và 4 dùm thầy Xong các bạn vô tay Rồi câu tiếp theo các bạn đó là QS5 đó, tiếp theo là Việt Nam nha. Việt Nam hiển thị danh sách các đơn đặt hàng được lập trong tháng 3 năm 2014 gồm mã hóa đơn ngày lập ngày nhận tên khách hàng sắp xếp tăng dần ngày lập hóa đơn thì nguyên tắc bình thường do chưa biết xài bản nào các bạn vô quá Design sai và các bạn đem hết 5 cái bản vô dùm thầy đó trong đề thi các bạn thông thường nó chỉ có từ 3 đến 5 bản thôi đó tùy theo trường hợp đề bài các bạn lựa chọn cái trường nó cho phù hợp rồi bắt đầu mình lựa câu số 5 Mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận, ba trường này lấy đầu tiên. Trường tiếp theo người ta yêu cầu các bạn đó là tên khách hàng. Tên khách hàng. Rồi, ở đây các bạn không xài nhân viên, không xài sản phẩm và không xài chi tiết. Rồi, sau đó người ta yêu cầu tiếp theo các bạn đó là sắp xếp tăng dần của ngày lập hóa đơn. Ngày lập hóa đơn tăng dần, ngay chỗ này các bạn chọn ascending. Rồi bạn nào kỹ thì các bạn có thể run chạy trước một cái. Sau đó các bạn quay lại. Điều kiện ở đây người ta yêu cầu bạn điều kiện là tháng 3 năm 2013 ngày lập hóa đơn, tức là ngay trường ngày lập hóa đơn ngay chỗ rida nè. Đó các em chú ý nha. Đây. Đây phóng qua bên đây cho các bạn dễ nhìn. Đây. Người ta yêu cầu viết trong trường ngày uh, cái điều kiện các bạn đó là ngày lập hóa đơn thì bạn ngay chỗ trường ngày lập hóa đơn nè từ chỗ RDA nè bằng thẳng qua nè nó viết trong cái ô này đó còn người ta yêu cầu ngày nhận thì bạn qua cái ô ngày nhận người ta yêu cầu mã hóa đơn thì qua cái ô mã hóa đơn cái này ngày nhận thì viết như này yêu cầu mã hóa đơn thì viết như này đó còn nếu yêu cầu tên cái này thì bạn viết như này đó. tức là ngay chỗ rồng cái dòng RDA Cái bằng thẳng qua viết ngay cái trường đó nó viết ngay trường mà bạn muốn so sánh điều kiện vậy thôi cụ thể đó thì bạn có là bữa trước thầy cũng có làm cho các bạn clip chụp phải các bạn zoom lên cho dễ nhìn đó clip chụp phải các bạn zoom lên cho dễ nhìn đó bữa trước thầy cũng có làm cho các bạn coi rồi đó cách zoom đó bằng cách clip chụp phải zoom lên nhé các bạn dễ nhìn đây thầy sử dụng phong thay roman à, và cỡ chữ thầy dùng ở đây thầy dùng cỡ chữ 20 20 đó thay roman rồi ok đó rồi bây giờ viết thôi người ta yêu cầu tháng thì các bạn dùng roman Mở hoặc vuông ra. Ngày lập hóa đơn. Trong Excel thì bạn chọn một ô. Trong Excel đánh tên trường đó ra. Tên trường là trong ngoặc kép. Bằng 3. Hamel, Hamel các bạn đặt ở giữa. ham Hamel đặt ở giữa. Yeah. Ngày lập hóa đơn. Bằng 2014. Run chạy. Quay lại. Đó, thầy xin phép đưa vào Word cho các em có gì các em dễ nhìn thấy cách thầy viết điều kiện nha. nó Đơn giản vậy thôi các bạn đừng nghĩ nhiều. Excel thì các bạn là gì? Chọn ô, asset đánh tên trường. Tên trường thì nhớ đặt trong ngoặc vuông. Rồi hàm thứ hai là hàm n, hàm o các bạn sẽ đặt ở giữa. Hàm n, hàm o đặt ở giữa nha. Đọc sao các bạn viết như vậy. Đó. Chứ không có gì cao xa hết các bạn, nó dễ ồm à. Người ta cho sao bạn cứ viết y chang người ta các bạn đừng có suy nghĩ ừ nó nó phải suy nghĩ theo hướng này hướng kia hướng nọ giờ rồi làm cái này đúng không cái kia đúng không mệt lắm rồi, các bạn chỉ cần gì người ta cho sao với y chang em thầy và nhớ khi viết điều kiện viết ngay chữ RDA thẳng qua ngay cái trường mà bạn cần xét người ta yêu cầu xét mã hóa đơn thì ghi mã hóa đơn người ta yêu cầu xét ngày lập hóa đơn thì ghi ngày lập hóa đơn người ta yêu cầu xét ngày nhận thì ghi ngay trường ngày nhận tên cái này thì ghi ngay trường tên khách này đó các bạn đừng ngồi đó, bạn suy nghĩ nó là cái gì đó nó cao xa, nó sau khi làm xong rồi bạn run bằng chạy nè, quay lại, nó cần cho nó x 5 đây, cho để thay thể qua Word cho các bạn dễ coi nhé. Rồi đây. Đó. Đây là câu QS5. Nhẹ nhẹ. Ừ. Rồi bây giờ QS6. Ừ. Rồi chưa thì cái file của thầy nó đi tùm lum hết rồi các bạn đợi xíu nha quá thầy đứng nè Ok thì bây giờ các bạn thấy nè cái điều kiện ở đây các bạn chỉ cần viết cái gì cái manh nè đó cái manh nó là bằng 3 và cái gì 2014 rồi điều kiện ở đây người ta yêu cầu bạn gì nữa không à người ta yêu cầu bạn là gì sắp xếp tăng dần ngày lập hóa đơn sắp xếp tăng dần ngày lập hóa đơn nha hồi nãy thầy sắp mã hóa đơn thầy sai rồi nó vậy thì bây giờ thầy bỏ nó bằng cách nào chọn nó nhanh thôi nó ngày lập hóa đơn tăng dần các bạn lưu ý nha nó tức là nếu bạn làm bạn sai á, thì bạn sửa thôi sai ngay đâu sửa cái đó rồi cái này các bạn chọn chọn nốt lại được chưa và ngày lập hóa đơn tăng dần run chạy quay lại nó Ctrl cho QS5 năm rồi bây giờ qua qs 6 thì dẫn là đem hết năm cái bảng vô thì chưa biết sao bản nào qs 6 hiển thị danh sách các đơn đặt hàng do nhân viên có mã là 5 gồm họ lót tên nhân viên họ lót tên nhân viên mã hóa đơn ngày lập hóa đơn rồi và tên khách hàng sản phẩm không xài chi tiết không xài đó ba bảng được liên kết với nhau rồi tiếp tục người ta yêu cầu có mã nhân viên là năm và trong đây các bạn thấy nè mình không có cái trường mã nhân viên ở dưới này đem xuống thì bây giờ thầy đem xuống từ trên đem xuống mã nhân viên nè nó và thầy ghi điều kiện là số năm có mã hình năm thì ghi, số năm rồi run quay lại nó rồi tắt cái show đi tại người ta không yêu cầu hiển thị mã nhân viên rồi Quay lại Đó tức là câu 6 US 6 nè Đó câu QS6 các bạn nha Nó là gì đây Điều kiện ở đây là Số 5 Đó Và lưu ý Sau đó Tắt số Của trường nhân viên Đó tắt cái số đi Đây tắt số nè rồi run chạy Ctrl S QS6 Tương tự QS7 Where Ready Size Chọn 5 bảng đem vô QS7 người ta yêu cầu là Hiển thị tên địa chỉ khách hàng mua hàng Trong quý 2 Quý 2 năm 2014 Đó, Gồm tên địa chỉ thành phố Tên khách hàng Địa chỉ khách hàng thành phố đây tên địa chỉ thành phố mã hóa đơn và ngày lập hóa đơn mã hóa đơn và ngày lập hóa đơn nhân viên không xài sản phẩm không xài và chi tiết không xài nó các bạn chỉ xài gì đây chỉ xài năm cái trường này thôi các bạn chỉ xài năm trường thôi và sau đó người tiêu yêu cầu của bạn là quý 2 năm 2014 nó có ngày lập hóa đơn nè nó tức là ngay cái trường ngày lập hóa đơn các bạn nè đây các bạn thấy gồm có họ lót tên, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn và tên khách hàng. Được chưa? Rồi. Ở đây các bạn thấy lấy đủ rồi nhưng mà cái chỗ gì? À, xin lỗi, à, tên khách hàng địa chỉ xin lỗi các bạn nha. Câu số 7, câu số 7 là tên khách hàng địa chỉ thành phố, mã hóa đơn. Tên khách hàng địa chỉ thành phố, mã hóa đơn và ngày lập hóa đơn. Và người ta yêu cầu điều kiện ở đây các bạn nói là gì? Là quý 2 năm 2014. Thì nếu bình thường các bạn thì ngay chỗ điều kiện, ngay chỗ RIDA, cái chỗ mà hóa đơn nè. Các bạn ghi là INT, hai hoặc, man uh, manh, mở mặt tròn, mở hoặc vuông, ngày lập hóa đơn, đóng vuông, đóng tròn bằng, ở oh, xin lỗi, uh, man trừ 1, đóng hoặc chia 3, đóng hoặc cộng 1 bằng quý 2. Đó, người ta yêu cầu bằng là quý 2 và năm thì các bạn year nó mở hoặc vuông ngày lập hóa đơn nó nó bằng 2014 ok rồi run nó quý 2 năm 2014 tức là tháng 4 tháng 5 và tháng 6 đây là công thức thường mà hay dùng bên Excel nó cầu qs 7 đó đây công thức mà bình thường hay dùng bên Excel nhưng mà khi mà các bạn học bên Excel đó thì người ta sẽ cung cấp cho bạn một cái hàm mới đó là hàm debat. Đó, hàm debat. và cách dùng hàm daybat như sau man của ngày lập hóa đơn ở đây bát của ngày lập hóa đơn nhưng mà trước khi đó nó sẽ có một cái đối số quý rồi bằng hai đó, n đây bát luôn Rồi, DATE nè, BRT nè, lấy quý nè, chấm phải, ngày lập hóa đơn. Rồi, bằng 2. And, đây bác. Lấy 5 thì các bạn đánh 4 chứ đi. Rồi, ngày lập hóa đơn. Bằng 2014. Từ kết quả giống nhau giống nhau đó rồi đây là cách bạn dùng hàm đề bát rồi nhưng mà cụ thể nhé đây ở đây thầy sẽ cụ thể hóa cho các bạn luôn đó bây giờ bạn muốn gì lấy năm lấy năm thì công thức đây bát các bạn sẽ viết như sau đây các bạn sẽ đánh đây là bốn chữ y rồi lấy quý lấy quý thì các bạn thay thế nó là chữ quay chữ quý rồi lấy tháng các bạn thay thế là chữ m Còn lấy thứ trong tuần. Nó thứ trong tuần thì đây các bạn là W kép. Và đối số thứ ba nó là chấm phẩy 1. Rồi lấy tuần của năm. Các bạn cũng dùng debat luôn, nhưng mà cái này bạn là 2 v Rồi lấy tháng rồi lấy ngày nếu ngày thì các bạn thay thế nó bằng chữ đây, nó lấy năm thì cũng có đầu tuần là chủ nhật luôn, rồi ngày xong lấy giờ, lấy giờ thì bạn thay thế nó bằng chữ H, nó thay thế bằng chữ H, còn lấy phút thì bạn thay thế nó bằng chữ anh N và lấy dây thì bạn thay thế nó là bằng chữ S uh, Đó, các bạn thấy Và đây là cách dùng của hàm đề bát Thì tùy thuộc vào đề bài thi Người ta yêu cầu bạn dùng cái gì Có thể là người ta không nói gì Thì bạn thấy cái nào tiện bạn dùng Còn người ta yêu cầu cụ thể đề bát Thì vui lòng thực hiện theo Và đề bát thì các bạn nhớ dùm thầy Khoảng 8 hàm 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hàm Nó học thuộc lòng 9 hàm này Đó, Để thi asset tốt Rồi các bạn ghi cẩn thận Dùm thầy QS5, QS6 và QS7 QS7 các bạn làm tới đây xong nè Sau đó bạn lưu thôi Đó, Để coi người ta còn yêu cầu gì không Câu thứ 7 Người ta không yêu cầu sắp xếp nhé Vậy mình lấy điều kiện xong rồi Mình cần cho nó QS7 Đó, Rồi Ở đây các em sửa ghi chú cẩn thận Dùm thầy nha Tây Bát gần như có thi nha, chắc chắn thi á, gần như chắc chắn thi. Sự cẩn thận. Rồi bây giờ các bạn đã làm xong cái phần uh, câu số uh, 7. Thì các bạn thấy nè, ở cái trường hợp này nè, cái đây bát á thì người ta lại chia cho các bạn là gì? Lấy 5. lấy thay gì á, các bạn là dùng hàm đây, hàm manh, hàm dia. Đó, hàm uh, hao Hàm y nệt Hàm sơ khan Được chưa Thì cái phần Day bát Nó giải quyết được luôn Ở hầu như tất trường hợp Tất cả các trường hợp Nó chỉ không giải quyết được Một trường hợp Đó là lấy Tuần của tháng đó, Tuần của tháng Nó không giải quyết được Đó Thì các bạn lưu ý cho thầy Cái trường hợp này Rồi Đó Thì trong khi đề thi á Thì tùy thuộc vào đề bài Mà họ yêu cầu trung tâm yêu cầu các bạn là các bạn dùng cái gì, đó các bạn dùng cái gì thì có thể là người ta không nói gì hết, người ta không nói gì hết thì bạn được quyền dùng gì, dùng tất cả các hàm bên excel đó và đây bát đó. Còn trường hợp người ta chỉ đích danh là đây bát rồi trong excel này thì bạn không được dùng hàm khác được chưa? đó thì đây là những cái lưu uh, những cái cách dùng ở từng trường hợp đó, ví dụ như người ta yêu cầu bạn là dùng để lấy năm Dùng để lấy tháng, lấy quý, lấy tuần của tháng Lấy thứ trong tuần, lấy tuần của năm Hoặc là lấy ngày, lấy phút, lấy giờ, lấy giây gì đó Tùy theo trường hợp Mà mình sẽ lựa chọn cái cách làm cho nó phù hợp nhất Đó, cách làm cho phù hợp nhất Chứ không phải nhất thiết lúc nào các bạn ừ cũng là đây bát hết đó, mà mình sẽ còn những cái trường hợp khác nữa. Đó, mình sẽ còn những cái trường hợp khác nữa tùy thuộc vào trường hợp đề bài người ta cho mà mình sẽ lựa chọn rồi bây giờ các bạn sẽ đi tiếp ở câu số 8 đó câu số 8 trong asset WeWork của mình nè à. nó là hiển thị danh sách khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đó hoặc Hà Nội gồm tên khách hàng địa chỉ thành phố và điện thoại khách hàng các em thấy rõ ràng rồi thì bây giờ nguyên tắc làm vẫn như cũ đó, đây, đóng hết lại bản nè. Ok. Query design. Đó, sau đó các em đem năm cái bản vô, tại chưa biết sẽ bản nào thì mình cứ đem hết vô. Nó chưa biết sao nào cứ đem hết vô đi, rồi mình lựa từ từ ra. Đó, rồi, câu này người ta yêu cầu bạn là gồm các field, tức là gồm các trường nè. Đó, tên khách hàng, địa chỉ, thành phố và điện thoại, tên khách hàng, địa chỉ, thành phố và điện thoại khách hàng. Đó, nhân viên các bạn không xài, sản phẩm không xài, chi tiết không xài và hóa đơn không xài. Đó, mình chỉ xài một trường một cái bảng thay bô, đó là khách hàng. Rồi bây giờ điều kiện là gì đây? Điều kiện ở đây người ta yêu cầu bạn đó là Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Thì đối với trường hợp này thầy khuyến khích các bạn copy. Copy cái gì? Copy cái chữ Hồ Chí Minh, chữ Hà Nội. Chứ bạn đừng ngồi bạn đánh văn bản vô Tại vì khi bạn đánh nè Thí dụ bạn đánh ở chỗ thành phố nè Đó bạn đánh ngay trong cái RIA nè Đó bạn đánh vô đây Thì không sai Nhưng mà lỡ như là cái chữ thành phố Hồ Chí Minh Người ta viết hơi lạ lạ chút xíu Còn chữ Hà Nội viết hơi lạ lạ chút xíu Mà bạn viết không giống Thì cứ như bạn sai Nên đối với trường hợp này Thầy khuyên các bạn nên mở cái bạn khách hàng lên Ở chế độ phần Mở bạn khách hàng lên ở chế độ phần Rồi sau đó các bạn sẽ kiếm cái chữ thành phố Hồ Chí Minh đây đó bạn kiếm cái chữ đó bạn copy cần C bạn đem qua cái phần query của mình đang làm nè nó đây các bạn mở hoặc kép ra mở hoặc kép ra bạn đánh cần tròn về bạn nhắn tòa phím cần tròn về bạn nhắn cái tòa hợp phím cần tròn về bạn đóng hoặc lại Đó, đây là trường hợp thứ nhất là bạn lấy được hồ chí minh rồi và á hàm o thì các bạn sẽ đặt ở giữa sao viết vậy đó tiếp tục mình cần lấy một cái bảng nữa là gì ờ, một cái trường một cái dữ liệu nữa đó là hà nội thì bạn copy cái chữ hà nội giùm thầy nè đó bạn thấy chữ hà nội nè mình kiếm nè cần trên c đó mình đem phòng query của mình nè đây đó mở hoặc kép ra cần tròn v đóng hoặc kép lại thành phố hồ chí minh hoặc hà nội ok rồi sau đó bạn nhớ đóng cái bảng khách hàng lại Tức là bạn mở lên để bạn coi dữ liệu và copy dữ liệu gì đó. Và khi bạn đã làm xong rồi, bạn phải đóng lại. Rồi, bạn mới chạy lệnh query ở trong cái câu query mình đang làm. Chứ không có chuyện là bạn đang mở bản rồi bạn chạy query luôn. Đó, nó sẽ dễ bị lỗi. Các bạn nhớ giùm thầy. Đó, đây. Quay lại. ctrl ờ uh, q s 8 Đây, q 8 đó, ok. Đó bạn chỉ cần kiếm cái chữ copy cái chữ Hồ Chí Minh Hà Nội. Được chưa? Đây, cầu ờ uh, 8 Cái điều kiện các bạn là Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Đó chứ không có nhiều hết các bạn. Rồi bây giờ WS9, coi người ta nói làm sao đây. WS9. Hiển thị danh sách đơn đặt hàng có ngày lập và ngày nhận cách nhau không quá 5 ngày. Đúng nha. Cái điều kiện là ngày lập và ngày nhận có nghĩa là gì? Bạn lấy cái ngày nhập á, bạn em ồ, xin lỗi, bạn lấy cái ngày lập hóa đơn. Tức là ngày bán á các bạn. Bạn trừ cho cái ngày nhập nó sẽ ra một cái khoảng đó, một khoảng thời gian. Và khoảng thời gian đó người ta yêu cầu là không quá 5 ngày. Nó gồm có mã hóa đơn ngày lập và ngày nhận. Thì tới đây bạn nào nhanh á thì bạn không cần phải um, lấy hết năm bản mà bạn chỉ cần lấy cái bản hóa đơn thôi đó bạn chỉ cần lấy bản hóa đơn thôi tại vì người ta yêu cầu bạn là gì câu quy ít chính là mã hóa đơn ngày lập và ngày nhận mã hóa đơn ngày lập hóa đơn và ngày nhận thấy rõ ràng và người ta yêu cầu khoảng cách giữa ngày lập hóa đơn và ngày nhận tức là hai ngày trừ nhau đúng không bạn đó thì đối với hai trường này trừ nhau bạn ghi ở cái nào cũng được bạn ghi ở rda của ngày lập hóa đơn cũng đúng bạn ghi ở RDA của ngày nhận cũng không sai. Bây giờ thầy sẽ ghi ở ngày nhận nhé. Đó, lít chuột phải zoom lên cho các bạn dễ nhìn nè. Mở hoặc ra. Cái trường ngày nhận. Đóng hoặc vuông lời. Trừ. Cái trường ngày lập hóa đơn. Nhớ tên trường các bạn đặt trong hoặc vuông. Tên trường các bạn hoặc vuông. Và chuỗi thì bạn đặt trong hoặc kép. Đó. Và các bạn thấy nè, một số bạn ở đây á, các bạn không đóng cái hoặc tròn này nè đó thầy ở đây thầy đóng thêm một mặt tròn nè để gì bạn tính toán xong cái ngày nhận trường cần hóa đơn rồi cho một con số rồi sau đó bạn mới đem so sánh với con số nào đó mới so sánh với con số nào còn một số bạn không có cẩn thận á các bạn gì bạn bỏ cái dấu ngoặc này đi nè không có đánh dấu ngoặc này và bạn gì bạn so sánh là có nghĩa là ngày là hóa đơn các bạn so sánh với năm thôi nó nó không được đúng lắm được chưa rồi run nó cần quy à quy hết chín. Nờ quy hết chín thì điều kiện các bạn đỡ giản ha. Nờ quy hết chín. Được chưa? Hai cái này trừ nhau. Nhỏ bằng 5. Rồi bây giờ câu Q10 thì sao? Làm xong thì các bạn lưu lại đóng lại thôi. Q10 hiển thị danh sách khách hàng chứa cái chuỗi tên chứa cái chuỗi này nó gồm có mã hóa đơn ở xin lỗi gồm có mã khách hàng tên khách hàng địa chỉ thành phố và điện thoại khách hàng thì các bạn thấy nè ở đây hầu như tất cả các thông tin ở đây là của khách hàng đó thì bạn có thể tin ý bạn lấy chỉ cần lấy một cái bảng khách hàng thôi đó ngồi thiếu thì mình thêm đây thấy table nè. Nếu thiếu thì bạn thêm vô. Đó, và nếu đủ thì thôi. Nó thiếu thì bạn thêm, còn đủ thì thôi. Rồi bây giờ người ta yêu cầu là gì đây? Người ta yêu cầu bạn là gì đây? Mã khách hàng, tên khách hàng và địa chỉ. Lấy đúng thứ tự giùm thầy nha. Mã khách hàng. Tên khách hàng. Địa chỉ. Thành phố và điện thoại. Thành phố và điện thoại. Người ta yêu cầu bạn cái tên khách hàng nè tức là ngay các bạn nghe chữ RIDA nè các bạn viết ra nè nó ngay chữ RIDA bạn viết ra nè người ta yêu cầu bạn tên khách hàng này sao phải chứa cái chuỗi TNHH đây thầy mở chế độ phân lên cho các bạn coi nè nó tức là đây các bạn Đây nó chứa cái chuỗi này và trong đây các bạn thấy nó không hầu như là nó không có cái điểm chung nào hết nó không có điểm chung gì hết đó, mà lại gì yêu cầu phải chứa cái chuỗi đó được chưa? Thì nếu đây là Excel Nếu đây là Excel Bạn làm rất là mệt Đó, bạn làm rất là mệt Nhưng với Excel Cực kỳ đơn giản Cực kỳ đơn giản Đó, bạn sẽ dùng một cấu trúc Ở đây là cấu trúc Người ta dùng cấu trúc like Dấu sao Đại diện cho một chuỗi ký tự Giống như với Excel TNHH Dấu sao Đó một lại Enter Đó, người ta dùng cấu trúc like Được chưa? và dấu sao này là đại diện cho một chủ ký tự nó giống như bên a à, sao nha các bạn giống như bên a sao đó rồi thì đây các bạn tại vì dùng dấu sao tại vì gì phía trước chữ tên nữa hát các bạn có nhiều ký tự đó bạn nào rảnh đó, thì bạn ngồi đó điếm coi bao nhiêu ký tự và dùng bao nhiêu dấu hỏi được còn thôi khi mà khổ vậy dùng dấu sao thì dấu sao đại diện cho các bạn là nhiều ký tự trong một chuỗi ký tự còn dấu hỏi các bạn thì đại diện chỉ có một ký tự thôi nó dấu hỏi đầy những một cái từ thôi thay vì bạn ngồi điểm từng chữ từng chữ từng chữ, từng ký tự thì bây giờ các bạn gì dùng một dấu sao cho nó khỏe đó quay lại rồi câu câu này xong cần turn off qs một không nó qs một không rồi câu 11 câu qs mười một câu qs mười một người ta nói gì đó các bạn Người cầu bạn hiển thị danh sách Cái đơn đặt hàng được lập trong 6 tháng đầu năm Tức là đây thầy gọi là điều kiện Thầy gọi đây là điều kiện Thì đối với điều kiện này các bạn làm sao Bạn nên gì Bạn nên làm những lấy những cái trường ra trước đã Lấy những cái trường ra trước đã Rồi Xong hết rồi Bạn hãy làm phần điều kiện Nó cụ thể như này Các bạn thấy là mã hóa đơn này là hóa đơn Nó ở đây các bạn thấy nè Làm nhiều trường Thế đây thầy sẽ vô À, phần re thầy vô rồi redesign. Đó và thầy đem hết năm cái bản vô. Chưa biết xài bản nào thì cứ đem hết đi. Rồi bắt đầu lựa. Bắt đầu mình lựa nè. Đó câu QS11 nè. Người ta yêu cầu bạn đó là mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn. Đó, mã hóa đơn và ngày lập hóa đơn thì chắc chắn nằm ở bảng hóa đơn, đem nó xuống nè. Mã hóa đơn. Đó, ngày lập hóa đơn. Được chưa? Đó, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn nè. Rồi tiếp tục tên khách hàng đó tên khách hàng đây kéo xuống rồi họ tên nhân viên lập đơn và người ta giải thích cho các em nè đó là họ tên được ghép giữa họ lót và tên đó được ghép giữa họ lót và tên rõ ràng rồi thì bây giờ mình cứ làm thôi đây Uh, mã hóa đơn ngày là hóa đơn tên khách hàng rồi họ tên nhân họ tên nhân viên lập đơn đó thì các em có thể viết đầy đủ hoặc các em viết tắt nhé đó đây là cái trường gì cái trường họ tên nè đó nhân viên lập đơn các em thấy cái trường nó quá dài được chưa nó cái trường này thì quá dài rồi nên thường người ta sẽ không ghi vậy mà ta ghi là họ tên cái trường đó là trường họ tên đó hoặc là gì thêm cái chữ nhân viên nữa phía sau người ta cố gắng cái tên trường nó phù hợp nó không quá dài cũng không quá ngắn nha nó không quá dài cũng không quá ngắn nó thì các em lưu ý trong thầy cái trường hợp này rồi và người ta nói là bằng cái trường họ lót thì các bạn mở một chuông ra đánh cái trường họ lót ghép chuỗi thì bạn dùng ship 7 giống như bên Excel thôi Excel bằng ghép hai ô lại với nhau để Excel bằng ghép hai trường đó, bên Excel chọn ô, bên Excel là chọn đánh tên trường và tên trường trong Excel thì đặt trong một vuông. Đó. Rồi, thêm cái khoảng trắng nhìn chỗ đẹp. Và khoảng trắng này các bạn đặt trong một kép. ghép nối tiếp. Cái trường tên. Đó, đây là trường mới. Đây là trường mới nha. Rồi trường mới thì thông thường thầy sẽ luôn chạy thử để kiểm tra. Đó, các bạn run thầy thử nè. Đó, các bạn run chạy thử nè. Đó, run chạy thử bên góc tay trái nè đó và chạy thử rồi ra đáp án rồi các bạn mới quay lại chỉnh sửa chế độ design, đó bạn mới chỉnh sửa lại chế độ design, đó nha yeah. rồi lỡ như có sai thì bạn sửa ngay chỗ này, đó, nếu có sai bạn sửa ngay chỗ này, chứ không phải là ngồi đó bạn làm hết luôn lỡ trong bài này không phải là một ý mà nó có nhiều ý, đó bạn làm hết nó sai cái bạn không biết nó nằm ở đâu bạn sửa rất là khó, được chưa nên thông thường À, thầy sẽ luôn luôn uh, hướng dẫn các bạn là làm tới đâu các bạn kiểm tra chạy thử tới đó nếu đó là trường mới hoặc là điều kiện mới chưa? luôn kiểm tra rồi trường họ tên xong rồi bây giờ cái chi tiết này các bạn thấy là mình không xài nè bạn delete nè nhân viên mà không xài nè remote nè delete nè sản phẩm không xài nó các bạn cần gì đây mã hóa đơn ngày lập hóa đơn tên khách hàng và họ tên nó mã hóa đơn ngày lập hóa đơn tên khách hàng và họ tên và điều kiện ở đây người ta yêu cầu bạn là 6 tháng đầu năm. Đó, tức là ngay chỗ ngày lập hóa đơn nè các bạn. Đó, ngay chỗ cái trường ngày lập hóa đơn nè các bạn. Đó, cái chữ rơi ra các bạn thẳng qua nè. Đó, bạn zoom lên nè, để cho dễ nhìn. Đó, 6 tháng đầu năm thì các bạn có thể dùng hầm manh. Manh của gì? Của ngày lập hóa đơn. Nó nhỏ hơn 7. Và, year của ngày lập hóa đơn. nó bằng 2014. Đó, tức là 6 tháng đầu năm ở đây có nghĩa là gì? Là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Được yeah. dài. Yeah. Đó, họ lót là gì? Vậy chứng tỏ rằng mình lấy thiếu bảng. nó và ở đây các bạn không có cái bảng gì, cái dữ liệu của trường họ lót. Vậy mình show table ra. Mình lấy cái bản gì? Bản nhân viên. nó Được chưa? Các bạn thấy nó sẽ có một cách nào đó Ok, cho bạn thiếu bản. Ok. Đó, quay lại. Rồi, nhẹ nhàng. Ctrl-C, đem vào Word cho các bạn dễ nhìn nha. Đây là QX11. Rồi, nãy giờ làm 9, 10, 11, làm thêm câu nha. Câu 12. Câu QX12. Đó. Đối với câu QX12, người ta nói gì nữa các bạn? Người tiêu cầu bạn là kết hợp. Kết hợp nè. Kết hợp nhiều ý nè, các bạn thấy nè nó gồm nhiều bắt đầu nhắn này là gồm nhiều ý nha hiển thị danh sách đơn đặt hàng trong lập trong tháng 9 hoặc tháng 10 tức là đây một điều kiện và tiếp tục có dạng là TNH thêm một điều kiện nữa tức là tổng cộng đây các bạn là tháng 9 hoặc tháng 10 các bạn nếu kỹ thì đây hai điều kiện rồi một cái là tên nữa là một điều kiện nữa là ba điều kiện nó gồm có mã hóa đơn ngày lập hóa đơn họ tên nhân viên đó để đây các bạn chưa biết như thế nào thì bạn cứ cái này là quy QS11 ha. QS11. Rồi bây giờ làm QS12 nha. Đây, mình đang đọc QS12. Đó. QS12 thì các bạn dẫn query design đem hết 5 cái bảng vô. Tại chưa biết sẽ bảng nào mà. Đó, cứ đem hết 5 bảng vô rồi bắt đầu lựa. Lựa gì theo tiêu chí. Mã hóa đơn ngày lập hóa đơn, hai cái này trước làm nó trước đây. Mã hóa đơn. Ngày lập hóa đơn, đem xuống một bảng. Tiếp tục, họ tên nhân viên lập đơn có nghĩa là ghép giữa họ và tên nãy mình mới làm đó họ tên nhân viên thầy ghi tắt đây là trường họ tên có được bằng cách bạn lấy cái chữ họ lót nè bạn ghép nối nó như cái gì cái trường tên đó cái trường họ lót ghép nối với trường tên đó các bạn thấy được chưa rồi đây là trường mới chạy thử kiểm tra ra đáp án rồi quay lại làm tiếp được chưa đó còn nếu lỡ như mà không được thì xóa đi làm lại đây quyết 12 ý đầu tiên đó các bạn là gì cái trường họ tên bằng trường họ lót bạn ghép nối với trường tên rồi trường tiếp theo tên sản phẩm số lượng tên sản phẩm số lượng nó tức là bạn lấy nhân lấy chi tiết nè lấy sản phẩm nè lấy nhân viên nè rồi đơn giá thành tiền số lượng xong tới đơn giá nè và thành tiền người ta giải thích các bạn là gì đây thành tiền bằng số lượng đem nhân đơn giá nó thì mình cứ đem vô thôi cái trường thành tiền hai chấm bằng trường số lượng nó ghép nhân cái trường đơn giá được chưa đây các bạn thấy rõ ràng đó thanh tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá đó và trường phải đặt trong ngoặc vuông nha các bạn đó trường các bạn phải đặt trong ngoặc vuông chuỗi thì các bạn đặt ngoặc kép nhưng mà trường thì phải đặt ngoặc vuông đó và đây là trường mới đây là trường mới nên run chạy tiếp quay lại kiểm tra lại Các bạn khách hàng các bạn không xài bỏ đi đó rồi đây đó mình làm xong cái phần phiêu rồi tên trường rồi bây giờ tới điều kiện đó xong tên trường rồi cái này bắt đầu tới điều kiện điều kiện người ta nói lần lượt là thứ nhất nó tháng 9 hoặc tháng 10 không nói năm vậy là tháng 9 tháng 10 của ngày lập hóa đơn đây cái trường này lập hóa đơn này các bạn cái trường này là hóa đơn này đó các bạn lấy chuột phải các bạn zoom lên cho dễ viết nha đó tháng 9 mạnh của ngày lập hóa đơn o oh, man ở cái man này là bằng chín chứ hoặc cái man của trường ngày lập hóa đơn nó bằng 10 người ta yêu cầu cái man này bằng chín hoặc là bằng 10 rồi đây là một trường mới đây là trường mới nên thầy ranh dạy quay lại làm tiếp đó cái manh nó bằng chín hoặc cái manh nó bằng 10 được chưa? Rồi, sau đó quay lại tiếp nè. Đây. Rồi, cái điều kiện tiếp theo của bạn nó là cái gì? Làm xong cái này rồi. Rồi anh chạy nè. Quay lại. Sau đó người ta yêu cầu bạn là tên khách hàng. Có dạng là tên nữa khác Cái tên khách hàng. Đó, vậy ở đây các bạn cần cái bảng khách hàng. Và nãy mình đã xóa đi rồi mình đã xóa đi rồi thì bây giờ mình phải xô thấy bô lại mình xô thấy bô lại mình đem cái bảng khách hàng vô đó bạn khách hàng vô giờ yeah. đó và cứ yêu cầu bạn là tên khách hàng rồi đem tên khách hàng xong cái điều kiện mình nó là like sao t n h h sao enter run chạy rồi đó đây là điều kiện cuối cùng trong phần quy uh, w uh, 12 tuy nhiên tắt cái số uh, tắt cái số trường uh, tên khách hàng đó tại người ta đâu có hiển thị đâu này các em thấy rõ ràng điều kiện người ta yêu cầu không có hiển thị nữa bạn thấy chỉ tới thành tiền thôi không có bất cứ một cái chữ nào liên quan đến tên khách hàng nên bạn làm xong rồi bạn phải tắt nó đi. Và phải tắt nó đi. Tại người ta đâu yêu cầu hiển thị. Người ta yêu cầu hiển thị thì bạn mới để, còn người ta không yêu cầu hiển thị thì bạn để làm gì? Đó, các bạn thấy cái này nè, mình chỉ tới thành tiền thôi. Đó. Và đây là cách làm của một câu sát từ đơn giản đến hơi phức tạp. Được chưa? Đó. Đó này. Cũng không có gì khó. Rồi Các bạn làm tới đây dùm thầy nhé Đó các bạn làm tới đây Rồi thì bây giờ mình tiếp tục ở câu số QS13 Bắt đầu thì nó sẽ khó hơn nha Bắt đầu nó sẽ khó hơn Rồi ở đây các bạn thấy nè Hiển thị danh sách Đơn hàng có cái mã hóa đơn là 2014 0005 Nếu bạn nào để ý hôm trước cái buổi học đầu tiên của mình nó học là về cái mấy cái mã này mình phân tích á thì nó là 2004 0005 cái làm gì có uh, 14 được chưa nên các bạn uh, sẽ đánh cái điều kiện này nó không có đáp án chưa? Nó không có đáp án rồi thì mình cứ làm theo uh, nguyên tắc của người ta thôi cái này là câu qs 10 uh, 13 không ta qs 12 đó cần cho nó quy 12 đó mình đóng ở lại đây rồi bây giờ quyết 13 nè nó vẫn là Query ready sai vẫn đem hết năm cái bảng vô gì không phân tích vô làm sai tự sửa luôn thông thầy không phân tích vô làm tự sửa luôn làm gì asset có chuyện tự sửa em đâu có chuyện tự sửa mà phân tích ở đây á không phân tích ở đây có nghĩa là không phân tích sau tức là đời cho làm sao á các bạn viết y chang đó dùm thầy các bạn chỉ nhớ dùm thầy nè tên trường thì phải đặt ở phiêu thấy tên bản á thì đặt ở table. nó xô ở sọt là sắp xếp Show là hiển thị rồi RDA là điều kiện vậy thôi Chứ bạn đừng có ngồi đó bạn ừ suy nghĩ Nó là cái gì đó nó cao xa như bên Excel Đợi cho làm sao Viết y chang vậy Hết Chỉ có điều là bạn viết đúng chỗ Hoặc không đúng chỗ Vậy thôi Rồi thì đây các bạn quan sát nè à, Ở đây, đây em vô cái bạn chi tiết Hóa đơn khách hàng nhân viên à, Sản phẩm Rồi Ở đây người ta yêu cầu bạn là gì đây gồm có mã hóa đơn tên sản phẩm bây giờ mã hóa đơn tên sản phẩm thì bạn có hai lựa chọn đó là hóa đơn và chi tiết tại vì hóa đơn và chi tiết đều có mã hóa đơn chưa biết sẽ bản nào quay đi tiếp kiểm tra số lượng đơn giá và thành tiền số lượng ở đây đơn giá thành tiền vậy là mình sẽ lấy cái bản sản phẩm và bản chi tiết nó thế này không xài thì remote máu khách hàng không xài gửi máu hóa đơn không xài gửi máu rồi bây giờ đem vô người ta yêu cầu bạn đó là mã hóa đơn tên sản phẩm mã hóa đơn tên sản phẩm nó người ta yêu cầu gì thì các bạn làm vậy rồi mã hóa đơn xong tên sản phẩm xong số lượng lấy số lượng ra đơn giá nó rồi đơn giá xong thì người ta yêu cầu bạn là gì? Thành tiền Và thành tiền thì người ta giải thích bạn là gì? Không giải thích Nó Nhưng mà đọc câu dưới này thành tiền thì số lượng nhân đơn giá Mà cái này các bạn khỏi giải thích thì các bạn cũng biết thành tiền là gì rồi Trường mới thì các bạn đặt ở phiếu. Đó zoom lên nè Thành tiền Thành tiền thì bằng cái trường số lượng Nhớ tên trường thì đặt trong mặt vuông Nhân đơn giá Đó. thanh tiền thì bằng trường số lượng nhân chân đơn giá ranh chạy kiểm tra ra đáp án quay lại rồi lấy chuột phải zoom lên cho dễ nhìn cần trên nó đây là câu uh, qs 12 13 chứ câu qs 13 rồi tiếp tục đó và sau khi bạn lấy hết các trường người ta yêu cầu rồi thì bạn nhớ khi bạn viết một trường mới hoặc một điều kiện mới hãy run chạy thử giùm thầy. Đó, hãy run chạy thử. Được chưa? Đó đây. Góc tay trái nè. Chạy thử nếu như nó có bị lỗi thì mình sửa ngay chỗ này được. Đó, nếu như lỗi thì mình sửa được. Còn bạn làm cùng lúc nhiều cái quá tới hồi lỗi không biết nó lỗi chỗ nào bạn sửa. Được chưa? Quay lại. Đó. Rồi. Sau đó điều kiện tiếp theo các em thấy là cái mã hóa đơn là 2014005. Vậy thì ngay trường mã hóa đơn nè. Các bạn đánh là 2014 0005 Enter ranh chạy Và không có đáp án Thì như đầu uh, Nãy thầy nói Là sao à? Là cái gì Ở đây các bạn phân tích bữa trước đó, Là 2004 Chứ làm gì có chuyện 2014 Bây giờ nên chắc chắn không có đáp án Vậy thôi Rồi làm xong Thì bạn lưu lại Ctrl quy Vs 13 Enter Đó Xong rồi thì làm tiếp câu quýt 14 Nó cứ tương tự như làm ngoài thôi Quýt 14 Hiển thị danh sách Chi tiết các đơn đặt hàng Nó hiển thị danh sách chi tiết các đơn đặt hàng Gồm có gì đây à Gồm có Mã hóa đơn tên sản phẩm Rồi bây giờ chưa biết xài như thế nào Thì cứ vô phần rear Đó. Khó nghe quá Rồi giờ nghe đỡ chưa Giờ nghe đợi chưa? À, rồi bây giờ nè, tiếp tục người ta nói gì đây? À, mình cứ vô re nè, Query Design nè. Đó, đem hết năm bảng vô nè. Add vô. Rồi, bây giờ người ta nói gì đây? Câu 14. Hiển thị danh sách gồm có các trường mã hóa đơn, tên sản phẩm, số ngày lập đơn đó số ngày lập đơn thì các bạn thấy là sẽ liên quan giữa ngày lập hóa đơn và ngày nhận nên thầy lấy mã hóa đơn trong bảng hóa đơn mã hóa đơn rồi cái trường thứ hai người ta yêu cầu của bạn đó là tên sản phẩm đây số ngày lập đơn thầy xin phép các bạn là số ngày lập đơn thầy viết tắt nhé số ngày lập đơn thầy xin phép viết tắt nó số ngày lập đơn có được bằng cách các bạn lấy cái trường ngày nhận đem trừ cho cái trường ngày lập hóa đơn Đó, số ngày lập đơn là lấy trường ngày nhận, trường ngày trường ngày lập hóa đơn. Đây là trường mới. Run chạy. Quay lại. Đó, đây là câu 14. qs 14. Rồi. Tiếp tục. Sau đó tìm tiếp theo là đơn giá, số lượng và thành tiền. Đó, tiếp theo là đơn giá các bạn xuống hợp đơn này các bạn chạy thử nhé chạy thử xong nè quay lại nè đó mã hóa đơn tên phẩm số ngày lập đơn đơn giá đơn giá số lượng rồi thành tiền nó thành tiền là trường mới thành tiền thành tiền thì bằng cái trường số lượng nhân cái trường đơn giá run chạy quay lại nó và nha, trường mới thì bạn phải đặt nó nằm ở field. Điều kiện thì đặt ở RIDA Rồi, câu 14, ý tiếp theo. Rồi, tiền trả trước. Nhân chứ thầy. À thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá. Đúng rồi, đúng rồi, thầy cảm ơn bạn nha Đó, miệng thì đọc nhân mà ghi là dấu và. Xin lỗi các em nhé Cảm ơn bạn Thành tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá Được chưa Nó đọc thì đọc nhân Mà ghi làm sao thành ghi dấu và Hay quá luôn Rồi cảm ơn bạn Rồi tiếp theo Tiền trả trước Người ta nói rằng Tiền trả trước là nếu nhập ít hơn 20 Cái số ngày lập đơn đó các bạn Ít hơn 20 thì 20% thành tiền Từ 20 đến 30 là 30% thành tiền Trên 30 là 40% thành tiền đó, đây. Tiền trả trước. Các bạn sẽ dùng hàm if. Và if ở đây các bạn có hai chữ y. Hiểu nha? If ở trong asset có hai chữ y. Và cách dùng giống như bên đó sao? Cách dùng giống như bên đó sao? Chỉ có điều là nó có hai chữ y thôi. Đó. Các bạn nhớ nha. Asset cách dùng if trong asset cách dùng tương tự như bên đó sao? Đó, nó chỉ khác là gì? If có hai chữ y. Còn cái hàm AND hàm đặt ở giữa thì nó thầy đã nói ngay từ đầu rồi, nên ở đây thầy không nói lại. Được chưa? Đây, nếu nếu cái gì? Nếu số ngày lập đơn nó nhỏ hơn 20. nó nếu nè, cái trường số ngày lập đơn thầy viết tắt này nãy nè. Nó nhỏ hơn nè 20 thì nó là 20% của thành tiền. Và các bạn lưu ý, trong asset không dùng phần trăm. Nó không có dùng 20% không ghi như vậy được nha. Không ghi được như vậy. Ở trong asset không dùng được phần trăm Đó bạn ghi 0.2 Bạn nào nó sợ thầy ơi em sợ lắm Em ghi 20 chiên trăm Đó nha Chứ không trong asset các bạn không được dùng phần trăm nha Không được dùng phần trăm Mà bắt buộc phải tự tính ra Đó là 0.2 Tính ra nó là 0.2, 0.3, 4 gì đó Hoặc bận sợ thì bạn cứ ghi tới 20 chiên trăm 30 chiên trăm, 40 chiên trăm, 50 chiên trăm gì đó Rồi trường hợp thứ hai, ít thứ hai nếu nếu cái gì nếu cái số ngày lập đơn nó từ 20 đến 30. Tức là số ngày lập đơn các bạn nè. Đó. Số ngày lập đơn. Đó. Cái trường số ngày lập đơn nó nhỏ hơn 30. Thì nó là 30% thành tiền. Và ngược lại là 40%. một f 2F. Nhân. Cái trường thành tiền. Thầy đặt nhân tử chung nha. Thầy đặt nhân tử chung. Thầy đặt nhân tử chung. Đó. Ở đây tại sao thầy không đặt hàm mèn ở giữa. Tại vì quy tắc hàm ít. Nếu cái trường hợp thứ nhất nó đã chạy rồi 0.2 rồi thì không thể chạy tiếp được trường hợp thứ hai nên muốn chạy được trường hợp thứ hai bắt buộc cái số gạch đơn các bạn phải từ 20 trở lên nó cái này ở bên Excel thầy cũng có nói rồi rồi run chạy quay lại đó tức là có được đáp án rồi cái mình sẽ quay lại mình viết tiếp lưỡi nha đây là chữ y nha nhớ bạn đừng nhìn thao thành chữ l như vậy đó hàm if trong Excel có hai chữ y Nhất lại hàm if trong asset có hai chưa Và cách dùng nó giống như bên Excel Chỉ có điều là Excel thì bạn chọn ô Access bạn đánh tên trường Thứ hai nữa là hàm N, hàm o đặt ở giữa Và trong Excel thì không có dùng dấu phần trăm Rồi Chạy xong rồi Quay lại tiếp theo còn lại là 40 Tiền còn lại là thành tiền trừ trả trước nhưng giảm 5% Đó Tiền còn lại Rồi ở đây các bạn thấy nhân viên không xài khách hàng không xài nói mình chỉ xài ba bảng thôi các bạn thấy lấy đúng đủ không lấy dư và các bạn phải liên kết với nhau và lấy thứ tự trường theo bài theo đề bài là từ trái qua phải mã hóa đơn tên khách hàng số ngày đập đơn mã hóa đơn tên khách hàng à, số ngày đập đơn đơn giá số lượng thành tiền tiền trả trước và tiền còn lại tiền còn lại nó tiền còn lại nè tiền còn lại bằng cái trường thành tiền nè các bạn đó, bạn đem trừ cho tiền trả trước. Nó và toàn bộ này nhân cho 0,95%. Đó, 0,95 0,95 tức là 95%. Tại người ta yêu cầu giảm đi 5%. Đó. Và ở đây có một số em á, một số em, một số bạn á, các bạn hay bị không cẩn thận ở đây. Tức là bạn không đặt cái ngoặc chỗ thành tiền trừ tiền trả trước. Mà bạn chỉ lấy gì? Lấy thành tiền trừ trả trước, sau đó bạn nhân cho 0,95. Có nghĩa là tiền trả trước nhân cho 0,95, trở thành tiền không phải là thành tiền trừ trả trước nhân 95 đó nhiều bạn sai ngay chỗ này rất là tiếc rồi sau đó làm xong rồi người ta yêu cầu bạn khai báo cái thuộc tính đó và khai báo thuộc tính đó thì nó hơi phức tạp chút xíu đây bạn chạy xong rồi nè nó thì bạn đóng lại giùm thầy đây là QS14 ha QS14 rồi bạn đóng lại xong rồi bây giờ bạn mở ra giùm thầy QS14 nè click chuột phải nè đi sai wheel. Đi chuột phải, đi sai wheel. Rồi sau đó ngay chỗ đơn giá, số lượng thành tiền, tiền trả trước gì đó. Bạn muốn định dạng cái thăng phân cách hàng ngàn, ba dấu thăng gì đó nè. Đô la nè. Thì giống như bình thường thôi. để chuột phải các bạn chọn rồi bên tay. Nó chỗ phần mát nè. Thăng, phân cách hàng ngàn là dấu chấm. Hai dấu thăng, số 0, cách ra uh, dấu đô la. Đó. Mà ghi phần mát thôi rồi rồi tới gì thành tiền cũng vậy lít chụp uh, phải rồi bên tây nó thăng chấm hay dấu thăng số 0 cách ra dấu đô la rồi tới gì tiền trả trước nó tiền trả trước thì cũng vậy lít chụp phải rồi bên tây hoặc chọn rồi bên tây trên đây nó thăng phân cách hàng ngàn hay dấu thăng số 0 cách ra dấu đô la nó giờ bên tiền còn lại cũng vậy chọn rồi bánh tây đây hoặc lít chụp phải chọn rồi bên tây thăng phân cách hàng ngàn hai dấu thăng số 0 cách ra đô la nó ghi nhớ là ghi ở phần mát nhé run chạy thì cái này bạn sẽ có dấu đô la cực kỳ đơn giản rồi đây là câu ý số 13 và 14 rồi bạn nào có sai hay có chưa làm được gì đó các bạn làm nhanh dùm thầy xin qua câu khác rồi tiếp theo thầy hướng dẫn cho bạn đó là câu quyết 15 hiện thì danh sách đơn đặt hàng Rồi, đơn đặt hàng, gồm có mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận, câu kính 15. Đó, vậy thì query, query design, đây năm cái bảng ra, tiếp tục. Rồi, mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày nhận. lỗi nha, câu này hơi, uh, viết hơi nhức não nha. Rồi. Rồi, ngày nhận rồi, tên khách hàng, họ tên nhân viên, tên khách hàng, họ tên nhân viên, đây cái trường họ tên nha thầy dưới tắt là là trường họ tên thôi nha nó hoặc là bạn ghi họ tên là NV họ tên nhân viên bằng cái trường họ lót nè nó họ lót nè bạn ghép nối nè nó với ghép nối với cái trường tên nè các bạn nó cái trường họ lót nó họ tên nhân viên có được bằng cách bạn lấy họ lót và ghép nối với tên đó rồi các bạn run chạy nè quay lại rõ ràng đó. Đây. Rồi tiếp tục. À, tên sản phẩm, đơn giá, số lượng. Đó. Nó các bạn thấy nè. Đối với một trường mới, trường mới hoặc điều kiện thì thầy luôn chạy thử nha, thầy luôn chạy thử. Rồi mã hóa đơn, là hóa đơn, tên khách hàng, rồi. À, nhân viên. Rồi tiếp tục. À, tiếp tục về các bạn, tên sản phẩm, đơn giá. Tên sản phẩm nè đơn giá nè tên là sản phẩm đơn giá số lượng nè rồi vậy mình lấy hết năm bảng rồi rồi tiếp theo là thành tiền thành tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá đó cái trường tiếp theo là trường thành tiền ha thành tiền thì bằng cái trường số lượng nè các bạn đem nhân cho gì đem nhân với cái trường đơn giá và trường thì các bạn đặt trong mặt vuông nhé trường thì bạn đặt vuông và chuỗi thì các bạn đặt kép ha nó run quay lại nó rồi tiếp theo các bạn thấy nè khi là một trường mới hoặc là một điều kiện thì luôn luôn chạy thử để kiểm tra nó nếu sai thì sửa ngay chỗ thầy đang làm nó hoặc thầy xóa thì viết xó, cẩn thận lời ngay chỗ đang làm nó rồi tiếp tục à, uh, tiếp tục là gì đây tổng tiền tổng tiền các bạn bằng thành tiền cộng tiền kho tiền kho được tính nếu thời gian lập đơn đến nhận là từ 20 đến 40 thì không tính tiền kho nhưng mà nếu nó nhỏ 20 thì giảm 2.000 cho một ngày lưu kho nếu như nó trên 40 thì thêm 2.000 cho một ngày lưu kho Ok rồi cái này người ta gọi gì là cái trường này là trường tổng cộng ha tổng tiền đó đây tổng tiền hai chấm bằng cái trường thành tiền đem cộng hàm íp nếu nếu cái gì đây nếu cái trường ngày nhận đem trừ cái ngày lập hóa đơn mà nó nhỏ hơn hai mươi này em thấy nè. Nếu nó nhỏ hơn 20 thì nó sẽ giảm 2.000 cho một ngày lưu kho. nó thì thì sao? Thì nó sẽ lấy gì đây? Đặt cái trừ mà trước. 2.000 nhân nhân cái gì? Nhân ngày nhận trừ ngày lưu kho, ngày lập hóa đơn. Rồi. Đây, ngày nhận trừ ngày lập đơn ra con số và con số này nhỏ hơn 20. Đó, nhỏ hơn 20. Thì bạn sẽ giảm đi. Đó, thì có nghĩa là bạn tìm số ngày dư đi bằng cách bạn lấy 20 bằng trừ. Đó, lấy 20 bằng trừ. Đây. Lấy gì? 20 Ngài nhận, trừ ngày nhận từ ngày lập đơn ra con số. Rồi con số đó lấy 20 bằng trừ con số đó sẽ ra được số ngày ví dụ hàng này trừ nhau ra 15 thì bạn lấy 20 trừ 15 bạn sẽ giảm được 5 ngày lưu kho và bạn sẽ nhân cho 2.000 và đặt dấu âm trước tại người ta nói giảm đi mà ngược lại nếu nếu cái gì nếu ngày nhận trừ ngày lập hóa đơn mà nó lớn hơn 40 đây nó nó lớn hơn 40 thì cộng thêm 2.000 thì bạn sẽ lấy ngày nhận nè trừ ngày lập hóa đơn đóng hoặc lại ra con số số này đem trừ cho 40 và toàn bộ cái này đem nhân cho 2000 ngược lại là không enter rồi nó nó hơi dài nha rồi câu 15 nó hơi dài cho tổng tiền này hơi dài rồi rồi làm sao các bạn lưu nó là qs 15 thôi Ctrl S QS 15 Đây Các bạn chú ý cái chỗ ngoặt nha Đó, bạn chú ý chỗ ngoặt nha Đây Rồi nó chú ý đố ngoặc này nha nó thôi bị sai nó các bạn lưu ý cái ngoặc giùm thầy nhiều bạn sai cái ngoặc á nó thầy đánh dấu cái chỗ ngày lập hóa đơn ngày nhận thầy đánh dấu màu vàng á để cho bạn biết cái ngoặc á rồi bạn bị sai ngoặc á chứ gì hết Tại vì sang ngoặt này là bạn đi hết bài luôn. Đi hết bài luôn. Nói bạn cẩn thận hoặc dùm thầy nha. Rồi, sửa vô dùm thầy. Sửa vô dùm thầy. QS 15. Câu tiếp theo là câu số 16. Hiển thị danh sách đơn đặt hàng. Có mã hóa đơn gì đó. Rồi, câu 15 đóng lại nha. Câu 16. Where ready style. À, đem 5 cái bảng vô. Rồi, bắt đầu lỡ câu 16 mã hóa đơn ngày lập hóa đơn tên sản phẩm mã hóa đơn ngày lập hóa đơn tên sản phẩm tiếp tục thanh tiền thuế đây thanh tiền thanh tiền thì bằng cái trường số lượng đem nhân với cái trường đơn giá run chạy thử quay lại rồi câu qs 16 thanh tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá tiếp tục thuế là 20 phần trăm thành tiền rồi thấy số lượng nè rồi nhân viên chưa xài nè khách hàng chưa xài đó, tức là cái này mình chỉ xài gì đây? Hóa đơn, sản phẩm, chi tiết. Rồi, thuế bằng 20% thành tiền. Thuế bằng 0,2 nhân cái trường thành tiền. Run. Quay lại. Đây thuế bằng 20% thành tiền Quê hồng là 4% thành tiền với điều kiện số lượng từ 40 trở lên Rồi Quê hồng Bằng ít nếu Cái trường số lượng Từ 40 trở lên Thì nó là 0,04 Ngược lại là 0 Nhân thành tiền run quay lại đây đây này các bạn người ta nói các bạn là gì quê hồng nó là bốn phần trăm của thành tiền với điều kiện nó là số lượng từ 40 trở lên đây số lượng nè nếu như cái số lượng nè nó lớn hơn bằng 40 thì nó được là 4 phần trăm là không và thầy đặt nhân tử chung thành tiền rồi thực thu bằng thành tiền trừ huy hồng trừ thuế thực thu nó bằng thành tiền trừ huy hồng trừ thuế ok run quay lại Rồi Bây giờ kiểm lại coi Cái nào không xài Khách hàng Không xài Nhân viên Mã hóa đơn ngày lập hóa đơn tên sản phẩm Mã hóa đơn ngày lập hóa đơn tên sản phẩm Thành tiền thuế hoa hồng Rồi nhân viên không xài Rồi mình chỉ xài ba bản thôi Đó các bạn thấy kiểm tra lấy đúng đủ không lấy dư Đó chạy thêm một lần nữa Quay lại Ctrl S, Quy 16. Rồi, câu 17. Đó, đem hết năm cái bảng vô. Rồi, bây giờ 17 người ta nói gì? Hiển thị danh sách mua trong 6 tháng cuối năm. Gồm có tên sản phẩm, mã hóa đơn, số lượng. Tên sản phẩm, mã hóa đơn, số lượng. đơn giá đơn vị tính đơn giá đơn vị tính thì ngay chỗ đơn vị tính này nếu bạn muốn ghi chữ đơn vị tính cho giống người ta luôn thì bạn ghi cái trường đơn vị tính hai chấm bằng cái trường đơn vị nó tức là nếu bạn muốn ghi đơn vị tính thì cái chỗ này thì bạn ghi là đơn vị tính nó có được bằng cách bạn dùng trường đơn vị câu QS 17 đó rồi đơn vị tính thành tiền thì số lượng nhân đơn giá thành tiền bằng cái trường số lượng đem nhân cái trường đơn giá run chạy quay lại Rồi Đó bạn thấy chạy thử nè Rồi bạn mới quay lại làm tiếp Rồi nãy giờ mình xài gì đây Tên sản phẩm Sài rồi nè Mã hóa đơn Sài rồi nè Số lượng đơn giá Tức là nãy giờ mình Mới có xài có hai bảng thôi Là chi tiết về sản phẩm Rồi tiếp tục Ghi là quý 3 Nếu lập từ ngày này đến ngày này Ghi là quý 4 Nếu lập từ ngày này đến ngày này Ok Rồi Vậy mình xài thêm cái bảng đó là Hóa đơn Đó Rồi Ở đây người ta ghi lại gì đây Cái trường người ta yêu cầu là trường quý Quý Có được bằng cách ép nếu Cái gì Nếu cái tháng nó từ tháng 7 đến tháng 9 Cái month Của ngày lập hóa đơn nó lớn hơn bằng 7 và man ngày lập hóa đơn nó nhỏ hơn bằng 9 đóng hoặc lại một cái nữa tất cả này n year của ngày lập hóa đơn bằng 2014 nếu điều này đúng thì người ta yêu cầu là ghi là quý 3 ngược lại ít thứ hai nếu man Ngày lập hóa đơn nó nhẹ lớn hơn bằng 10 và man Ngày lập hóa đơn nhỏ hơn bằng 12 đóng hàm N này lại và yeah Ngày lập hóa đơn Bằng 2014 Nếu đề này đúng thì người ta ghi là quý 4 Ngược lại Dùng chữ quý Ghép nói đây bác Lý do tại vì cái này bạn còn quý 1 và quý 2 Được chưa 1F 2F Inter Rồi. Chỗ này thầy giải thích xíu. Tại vì ở đây các bạn lưu ý nè, ở đây thầy đặt ngoặc nè. Các em chú ý ngoặc này nè. Cái ngoặc cái manh này nè. Đó. Nếu như chỗ này thầy không đặt ngoặc. Không đặt ngoặc. Thì nó hiểu là cái, gì? cái cái manh nó nhỏ bằng 9 thì nó thuộc năm 2014 thôi. Đó, còn cái manh lớn 7 thì năm nào cũng được. Năm nào cũng được. Đó, đó là lý do tại sao ở đây thầy lại đặt thêm một cái cụm ngoặc chỗ hai cái manh đó. Đó thì các em lưu ý em thầy cái trường hợp này. Đó, nhiều bạn không để ý á. Đó các bạn sẽ bị bắt lỗi và bị trừ điểm mấy cái này. Rất là ổn. Rồi rồi yeah, chú ý thêm này Và trường hợp cuối cùng thay gì Bạn thì dùng thêm một cái ít nữa Thì nó khổ quá lắm Được chưa Trong khi đó bạn chỉ cần gì Dùng chú quý ghép nó đây bát là ra rồi Đó Còn trong trường hợp này Tại sao thầy lại dùng thêm manh mà thầy không dùng chữ quý ghép đó để bắt ra cái một cho nó xong tại vì đề yêu cầu đề yêu cầu của bạn là từ ngày này đến ngày kia từ tháng này đến tháng kia rồi làm xong rồi người ta yêu cầu điều kiện các bạn là 6 tháng cuối năm đó sáu tháng cuối năm tức là cái gì đây cái quý này các bạn nè đó bạn ghi đây gì bạn có thể dùng đây bát nó nhỏ hơn hai cũng được đây ví dụ thầy dùng nè đây hoặc làm vậy nó cũng cực lắm dùng hầm manh đi chứ nhanh manh ngày lập hóa đơn đó nó nhỏ hơn bảy nó manh ngày lập hóa đơn nhỏ hơn bảy thì ra quý một quý hai đó tay người ta yêu cầu bạn là gì 6 tháng à, thiện thị 6 tháng cuối năm Đúng nha, câu này là hiển thị 6 tháng cuối năm nha Ở 6 tháng cuối năm thì này đổi lại thành Cái manh này các bạn nó đổi thành lớn hơn Lớn hơn 6 Có nhiều cách để bạn làm lắm Cái manh này lớn hơn 6 Thì nó 6 tháng cuối năm Đây quý 3 quý 4 ừ. Còn nếu không thì bạn có thể gì dùng đây bass ra Quý Nó sợ của ngày là hóa đơn Nó gì đây à, Nó lớn hơn ba, Lớn 2 Nó Cũng vẫn được Tại thuộc quý 3 quý 4 mà Đó. Thì lớn hơn 2 Thì nó thuộc là quý 3 quý 4 rồi Đây được nhiều cách để bạn làm một vấn đề đó mà rồi thì các bạn sửa câu QS 17 vô dùm thầy nhé QS 17 sửa cẩn thận vô dùm thầy rồi sau đó làm xong rồi bạn lưu lại ha rồi coi còn điều kiện không rồi ở đây người ta không có nói điều kiện gì nữa thì mình lưu thôi cần S QS 17 rồi và đây là đáp án của QS 17 nha mình có những cái này có cái đơn vị tính là có thành tiền có quý và cái điều kiện hai cái này là điều kiện nha bạn viết cái nào cũng được hết nha bạn viết cái nào cũng được nha cái này là điều kiện bạn viết cái nào cũng được rồi các bạn sửa câu x 17 bảy dùm thầy